Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cơn lũ thế kỷ càn quét kinh hoàng, Tây Ban Nha bị nhấn chìm mọi thứ trong biển nước. Ngày 29 tháng 10, tỉnh Valencia, Tây Ban Nha đã trải qua một thảm họa thiên nhiên khủng khiếp khi lượng mưa trong một năm bất ngờ đổ xuống chỉ trong 8 giờ. Cơn mưa xối xả không chỉ gây ra lũ lụt lớn mà còn cuốn trôi nhiều cây cầu và nhà cửa, dẫn đến cái chết của ít nhất 95 người. Các tuyến đường cao tốc bị tắc nghẽn và nhiều khu vực canh tác bị ngập úng, khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn nghiêm trọng. Đây có thể coi là một trong những trận lũ lụt thảm khốc nhất trong lịch sử hiện đại của Tây Ban Nha, để lại nỗi đau và thiệt hại lớn lao cho cộng đồng. Ngày 31 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles thông báo rằng quân đội đã bắt đầu triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân và người sống sót tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận lũ lụt. Cơn bão đã gây ra hàng loạt khó khăn, buộc nhiều tuyến tàu đến các thành phố lớn như Madrid và Barcelona phải hủy. Hệ thống giáo dục cùng nhiều dịch vụ thiết yếu cũng bị đình chỉ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, công ty điện lực IDE cho biết có khoảng 150.000 khách hàng tại Valencia đang đối mặt với tình trạng mất điện, làm tăng thêm áp lực cho những người dân đang phải vật lộn với hậu quả thảm khốc của thiên tai. Tây Ban Nha hứng trận lũ lụt chết chóc nhất trong 30 năm vừa qua. Gần 100 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt chết chóc nhất tại Tây Ban Nha trong 3 thập kỷ qua, sau khi mưa lớn trút xuống vùng Valencia. Các đường xá và thị trấn chìm trong biển nước, tạo nên khung cảnh hoang tàn. Tại thị trấn Giuseo, những hình ảnh từ truyền hình cho thấy các nhân viên cứu hộ làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu, sử dụng xuồng cao su để tiếp cận những khu vực ngập lụt. Họ không chỉ tìm kiếm những người còn mắc kẹt, mà còn đưa nhiều người đến nơi an toàn, nỗ lực hết sức để cứu giúp những người dân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Thủ tướng Pedro Sanchez đã phát biểu trên truyền hình, bày tỏ nỗi đau buồn trước những mất mát của gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ khôi phục lại các đường phố, quảng trường và cầu cống tại những khu vực bị tàn phá bởi lũ lụt. Carlos Mazon, lãnh đạo khu vực Valencia cho biết, vẫn còn một số người bị cô lập ở những khu vực khó tiếp cận sau trận lũ lụt thảm khốc. Ông nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng, việc lực lượng cứu hộ chưa thể đến được không phải do thiếu phương tiện hay ý chí, mà còn do những vấn đề về lối vào, khiến việc tiếp cận một số khu vực hoàn toàn không thể. Tại Castilla La Mancha, chính quyền cho biết lũ lụt do bão đã khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích, trong khi tại Valencia, số người tử vong đã lên tới ít nhất 62 người. Trên mạng xã hội, hàng chục video ghi lại hình ảnh những người mắc kẹt trong lòng nước lũ được đăng tải, với nhiều người buộc phải trèo lên cây để tránh bị cuốn trôi. Các cảnh quay cho thấy lực lượng cứu hộ đang dùng gầu của một chiếc máy ủi để đưa phụ nữ đến nơi an toàn. Hơn nữa, trận lũ lụt đã dẫn đến việc hủy bỏ nhiều chuyến tàu đến Madrid và Barcelona, cùng với việc nhiều trường học và dịch vụ thiết yếu khác phải tạm dừng hoạt động. Công ty điện lực IDE cho biết khoảng 150.000 khách hàng ở Valencia hiện không có điện. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp đã kêu gọi người dân hạn chế di chuyển bằng đường bộ và tuân thủ các chỉ dẫn chính thức, trong khi một đơn vị quân sự chuyên trách cứu hộ đã được triển khai để hỗ trợ nhân viên cứu hộ địa phương. Nhiều khu vực như Torres, Chiva và Brno đã ghi nhận lượng mưa vượt quá 400mm, tương đương với tổng lượng mưa trung bình của cả năm, khiến cơ quan thời tiết AEMET phải ban hành cảnh báo đỏ vào ngày 29 tháng 10. Mặc dù lượng mưa đã giảm và cảnh báo được hạ xuống mức cam, nhưng cơn bão đang di chuyển về phía đông bắc đã khiến Catalonia phải ban hành cảnh báo đỏ cho khu vực xung quanh Barcelona do nguy cơ gió mạnh và mưa đá. Số người tử vong tại Tây Ban Nha hiện đã cao nhất ở châu Âu do lũ lụt kể từ năm 2021, khi có ít nhất 185 người thiệt mạng ở Đức. Đây cũng là thảm họa lũ lụt gây tử vong nhiều nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 1996. Nhà vua Tây Ban Nha Felipe đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước những mất mát lớn về sinh mạng, đồng thời khẳng định rằng lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng lên tiếng trên mạng xã hội, mô tả tình hình thật tàn khốc và khẳng định châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha. Trong khi đó, tổ chức nông dân ASAJA cảnh báo về thiệt hại nghiêm trọng đối với vụ mùa, đặc biệt khi Tây Ban Nha là nước xuất khẩu cam tươi và sấy khô lớn nhất thế giới, với Valencia
chiếm khoảng 60% sản lượng cam cả nước. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng ở châu Âu do biến đổi khí hậu, với ông Ernesto Rodriguez Camino, một nhà khí tượng học hàng đầu, cảnh báo rằng những cơn bão lớn như vậy giờ đây sẽ ra thường xuyên hơn và có sức tàn phá mạnh mẽ hơn. Iran có thể trả đũa Israel trước bầu cử Mỹ. Israel và Iran đã rơi vào vòng xoáy căng thẳng với các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng kể từ đầu năm nay, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông. Tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục căng thẳng sau loạt không kích của Israel và Iran cuối tuần qua. Đài CNN ngày 30 tháng 10 dẫn nguồn tin cấp cao rằng Tehran sẽ trả đũa cuộc không kích của Israel và Iran diễn ra hôm 26 tháng 10 trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 5 tháng 11. Phản ứng của Cộng hòa Hồi giáo Iran trước hành động xâm lược của chế độ Do Thái sẽ mang tính quyết định và đau đớn, nguồn tin nói với CNN. Nguồn tin không nêu chính xác thời điểm Iran trả đũa Israel, nhưng cho biết có thể sẽ diễn ra trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Iran và Israel chưa bình luận thông tin Iran sẽ trả đũa Israel trước bầu cử Mỹ. Bình luận về thông tin của CNN, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho rằng Iran không nên đáp trả các cuộc tấn công của Israel. Iran không nên đáp trả hành động trả đũa của Israel, tuy nhiên nếu Iran quyết định đáp trả, Mỹ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ Israel, bà Jean-Pierre nói. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller không đưa ra đánh giá về những gì Iran có thể làm, nhưng nhắc lại rằng Mỹ tin rằng Tehran không nên đáp trả. Loạt quan chức Mỹ đến Trung Đông giải quyết các điểm nóng xung đột. Ngày 31 tháng 10, nhóm quan chức cấp cao của Mỹ có mặt tại Trung Đông để tìm cách giải quyết các cuộc xung đột ở dải Gaza và Liban, cũng như ngăn chặn đòn trả đũa từ Iran sau cuộc không kích của Israel. Ông Amos Hochstein, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, và ông Brett McCook, điều phối viên về Trung Đông của Nhà Trắng có mặt tại Israel trong ngày 31 tháng 10 để thảo luận về Liban, Gaza, Iran, các con tin và các vấn đề khác của khu vực. Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Bill Burns cũng có mặt tại Ai Cập. Ngoài ra, tướng Michael Eric Kurila, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đến khu vực này để thảo luận về phòng thủ khu vực, một quan chức Mỹ nói với CNN. Trong tất cả các chuyến công du này, Mỹ sẽ tái khẳng định cam kết sắt đá đối với an ninh của Israel, cảnh báo về bất kỳ cuộc tấn công quân sự trực tiếp nào nữa của Iran nhằm vào Israel, theo vị quan chức. Loạt chuyến công du trên diễn ra vài ngày sau khi Israel không kích Iran để đáp trả cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Tehran vào Israel. Iran cảnh báo Tehran sẽ sớm tiến hành một cuộc tấn công trả đũa Israel. Tướng quân đội cấp cao của Iran đã cảnh báo rằng Tehran sẽ sớm tiến hành một cuộc tấn công trả đũa Israel, nhấn mạnh rằng hành động này là cần thiết để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, ông cho biết quân đội Iran đang chuẩn bị sẵn sàng và sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Những tuyên bố này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột trong khu vực. Trong tuyên bố hôm 29 tháng 10, chuẩn tướng Mohammad Reza Naqdi, phó điều phối viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC Iran nhấn mạnh rằng thế giới sẽ sớm chứng kiến một đòn giáng nghiền nát từ Iran sau hàng loạt động thái nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia trong khu vực. Ông Naqdi, người đã tham gia lập kế hoạch cho chiến dịch True Promise 2 vào ngày 1 tháng 10, khẳng định rằng Iran có ý định đáp trả cứng rắn các hành động mới nhất của Israel. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cảnh báo rằng Tehran có thể làm giảm đáng kể năng lực quân sự của Israel bằng cách thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn hơn so với những gì đã xảy ra vào ngày 1 tháng 10. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, Mỹ sẽ không bao giờ có thể buộc chúng ta từ bỏ lập trường của mình. Trong khi đó, Trung tướng Hezi Halevi, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã cảnh báo rằng nếu Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel, quân đội Israel sẽ đáp trả bằng những khả năng chưa từng sử dụng trong các cuộc tấn công trước đó, nhấn mạnh rằng sự chuẩn bị cho mọi tình huống là cần thiết trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Ông Halevi nói với các phi hành đoàn tại căn cứ không quân Ramon ở miền nam Israel, Iran phạm sai lầm và phóng một loạt tên lửa khác vào Israel. Israel sẽ một lần nữa biết cách đối phó với Iran, ngay cả bằng những khả năng mà Israel chưa sử dụng. Vào sáng 26 tháng 10, có khoảng 100 máy bay quân sự Israel đã tham gia vào chiến dịch không kích các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Iran. Cuộc không kích nhằm đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10. Cuộc tấn công của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 được tiến hành để đáp trả vụ ám sát các thủ lĩnh chủ chốt trong ban lãnh đạo Hamas, Hezbollah và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Hamas và Hezbollah là các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Gaza và Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định rằng sau đòn tấn công này, Iran đang ở thế bất lợi.
Ông cho biết cuộc tấn công của Israel đã làm tổn hại đến khả năng sản xuất quân sự của Iran, đồng thời làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực, buộc Tehran phải điều chỉnh các tính toán chiến lược của mình. Trong khi đó, Iran tuyên bố rằng cuộc tấn công của Israel chỉ gây thiệt hại hạn chế và cảnh báo sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để mang lại hậu quả cay đắng cho Israel, thể hiện quyết tâm không chấp nhận bất kỳ sự khiêu khích nào. Tuần nước rút của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chưa đầy một tuần nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ diễn ra và không khí chính trị đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hai ứng viên Tổng thống, mỗi người đều có những chiến lược và thông điệp riêng, đang gấp rút thu hút sự ủng hộ của cử tri. Họ tổ chức các buổi vận động, tham gia các cuộc tranh luận và sử dụng mạng xã hội để tiếp cận với đông đảo người dân. Sự căng thẳng và kịch tính của cuộc đua đang khiến mọi người đều hướng về ngày bầu cử khi mà quyết định của cử tri sẽ định hình tương lai đất nước. Tối 29 tháng 10, tức sáng 30 tháng 10 giờ Việt Nam, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2024 là đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn bận rộn vận động tranh cử khi chưa đầy một tuần nữa là tới ngày bầu cử, 5 tháng 11. Trong khi bà Harris chọn địa điểm vận động tranh cử gần Nhà Trắng, thủ đô Washington DC, nơi ông Trump từng phát biểu trước đám đông hôm 6 tháng 1 năm 2020 trước khi xảy ra cuộc bạo loạn ở địa Capitol, thì ông Trump đi đến bang chiến trường Pennsylvania, theo đài CNN. Trong những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử, cả hai ứng viên đều bước vào giai đoạn chạy đua nước rút, tập trung tối đa vào việc thu hút sự ủng hộ từ cử tri. Tại công viên Ellipse ở thủ đô Washington DC, bà Harris đã có bài phát biểu nêu rõ lập trường của bà về các vấn đề như quyền sinh sản và nhập cư, cũng như so sánh tầm nhìn của bà với cựu Tổng thống Trump. Phó Tổng thống Harris cam kết sẽ cắt giảm thuế cho người lao động và tầng lớp trung lưu, ban hành lệnh cấm đầu tiên về việc tăng giá thực phẩm, hạn chế chi phí thuốc theo toa cho tất cả người Mỹ. Bà Harris cho biết các nhân vật chính trị có tầm ảnh hưởng cần ngừng sử dụng vấn đề nhập cư như một công cụ chính trị và thay vào đó hãy coi đó là một thách thức nghiêm trọng cần giải quyết. Tối 29 tháng 10, tức sáng 30 tháng 10 giờ Việt Nam, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2024 là đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn bận rộn vận động tranh cử khi chưa đầy một tuần nữa là tới ngày bầu cử, 5 tháng 11. Trong khi bà Harris chọn địa điểm vận động tranh cử gần Nhà Trắng, thủ đô Washington DC, nơi ông Trump từng phát biểu trước đám đông hôm 6 tháng 1 năm 2020 trước khi xảy ra cuộc bạo loạn ở điện Capitol, thì ông Trump đi đến bang chiến trường Pennsylvania, theo đài CNN. Chạy đua nước rút. Tại công viên Ellipse ở thủ đô Washington DC, bà Harris đã có bài phát biểu nêu rõ lập trường của bà về các vấn đề như quyền sinh sản và nhập cư, cũng như so sánh tầm nhìn của bà với cựu Tổng thống Trump. Phó Tổng thống Harris cam kết sẽ cắt giảm thuế cho người lao động và tầng lớp trung lưu, ban hành lệnh cấm đầu tiên về việc tăng giá thực phẩm, hạn chế chi phí thuốc theo toa cho tất cả người Mỹ. Bà Harris cho biết các nhân vật chính trị có tầm ảnh hưởng cần ngừng sử dụng vấn đề nhập cư như một công cụ chính trị và thay vào đó hãy coi đó là một thách thức nghiêm trọng cần giải quyết. Các cuộc thăm dò bầu cử gần đây cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai ứng viên với tỷ lệ ủng hộ đang thay đổi từng ngày. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Harris và ông Trump bám sát nhau và không có sự chênh lệch lớn. Theo khảo sát của hãng tin Reuters, Ipsos, công bố hôm 29 tháng 10, khoảng cách dẫn trước của bà Harris so với ông Trump đã thu hẹp lại trong tuần cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng, khi ứng viên của Đảng Dân Chủ dẫn trước ứng viên của Đảng Cộng Hòa chỉ 1%, tức 44% so với 43%. Trong khi bà Harris dẫn trước Trump trong mọi cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos về cử tri đã đăng ký kể từ khi nữ phó tổng thống tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hồi tháng 7, thì khoảng cách dẫn trước của bà Harris đã giảm dần kể từ cuối tháng 9. Trong cuộc thăm dò mới nhất, ông Trump có lợi thế đáng kể so với bà Harris về một số vấn đề mà cử tri coi là cấp bách nhất. Có tới 26% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất đã nêu vấn đề việc làm và nền kinh tế là vấn đề cấp bách nhất của đất nước, so với 24% đề cập chủ nghĩa cực đoan chính trị và 18% chỉ ra vấn đề nhập cư. Khi được hỏi, ứng cử viên nào có cách tiếp cận tốt hơn đối với nền kinh tế, tình trạng thất nghiệp và việc làm? Các cử tri trong cuộc thăm dò đã chọn ông Trump với tỷ lệ 47% so với 37% của bà Harris. Vấn đề kinh tế cũng là thế mạnh của ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử. Cựu Tổng thống cũng có lợi thế về các vấn đề nhập cư khi ông đưa ra các đề xuất cứng rắn, bao gồm trục xuất hàng loạt những người di cư bất hợp pháp vào nước Mỹ. Khoảng 48% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất cho biết cách tiếp cận của ông Trump đối với vấn đề nhập cư là tốt nhất, cao hơn 33% đã chọn bà Harris. Trong khi đó, cuộc thăm dò cho thấy lợi thế của bà Harris về vấn đề chủ nghĩa cực đoan chính trị đang giảm dần. Khoảng 40% cử tri trong cuộc thăm dò cho biết bà Harris có cách tiếp cận tốt hơn để xử lý chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ. So với 38% chọn ông Trump,
Trong cuộc thăm dò trước đó, bà Harris đã dẫn trước ông Trump tới 7% về vấn đề này. Các cuộc khảo sát toàn quốc, bao gồm các cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri. Nhưng kết quả của đại cử tri đoàn theo từng tiểu bang sẽ quyết định người chiến thắng, trong đó 7 tiểu bang chiến trường có khả năng mang tính quyết định. Theo cuộc thăm dò của đài CNN hôm 29 tháng 10, bà Harris nắm giữ 48% sự ủng hộ trong số những cử tri được hỏi ở bang Arizona so với 47% của ông Trump. Trong khi đó, ở bang Nevada, 48% cử tri được hỏi ủng hộ ông Trump và 47% ủng hộ bà Harris. Còn tại bang Pennsylvania, một cuộc thăm dò của đài CBS News YouGov công bố vào tối 29 tháng 10 cho thấy cả hai ứng viên đều giành được 49% sự ủng hộ. Bà Harris lên tiếng về phát ngôn vạ miệng của ông Biden. Phó Tổng thống Kamala Harris bình luận về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông vận động tranh cử cho bà. Ngày 30 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris đã làm rõ quan điểm về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi dường như ông đã lỡ gọi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump là rác rưởi, khiến dư luận dậy sóng, theo đài CNN. Trong video vận động những cử tri gốc Latin bầu cho bà Harris, ông Biden đã chỉ trích cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Madison Square Garden cuối tuần qua khi diễn viên hài Hinckley diễn giả sự kiện này nói rằng vùng đất Puerto Rico là hòn đảo rác nổi giữa đại dương. Ông Biden đã nhắc đến bình luận khiếm nhã này và nói rằng những người Puerto Rico là những người tốt, đàng hoàng, đáng kính. Rác rưởi duy nhất tôi thấy trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ ông ta. Việc ông ta coi thường người Mỹ gốc Latin là vô lương tâm và không phải người Mỹ, ông Biden nói. Ngay sau đó, ông Biden đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội X để làm rõ và giải thích những bình luận này. Tôi đã gọi những lời lẽ đầy thù hận về Puerto Rico do người ủng hộ ông Trump phát biểu tại cuộc meeting ở Madison Square Garden là rác rưởi. Đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để mô tả nó. Việc ông ta coi thường người Mỹ gốc Latin là vô lương tâm, đó là tất cả những gì tôi muốn nói, ông Biden viết trên X. Trước làn sóng tranh cãi, bà Harris đã tự tách mình khỏi những bình luận này của ông Biden khi nói rằng bà hoàn toàn không đồng ý với việc chỉ trích người khác dựa trên việc họ bỏ phiếu cho ai. Tôi nghĩ trước hết, ông Biden đã làm rõ những bình luận của mình, nhưng hãy để tôi nói rõ, tôi hoàn toàn không đồng ý với bất kỳ lời chỉ trích nào đối với người khác dựa trên việc họ bỏ phiếu cho ai. Các bạn đã nghe phát biểu của tôi tối qua và trong suốt sự nghiệp của tôi. Tôi tin rằng công việc tôi làm là đại diện cho tất cả mọi người, bất kể họ có ủng hộ tôi hay không. Bà Harris nói trên đường băng tại sân bay quân sự Joint Base Andrews. Đảng Cộng Hòa nói rằng phát biểu của ông Biden là lỗi mới nhất trong một loạt lỗi phát ngôn của Tổng thống, đồng thời so sánh những lời này với phát biểu của bà Hillary Clinton vào năm 2016 khi bà gọi những người ủng hộ ông Trump là những kẻ đáng chê trách. Mỹ trừng phạt 400 thực thể liên quan Nga, Moscow vẫn tiến nhanh ở mặt trận. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng khắp mặt trận, cả Nga lẫn Ukraine đều gia tăng căng thẳng. Chỉ trong một ngày, Ukraine-Nga đã xảy ra 134 cuộc giao tranh, khiến nhiều người thương vong. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 30 tháng 10, lực lượng Ukraine và Nga xảy ra 134 cuộc giao tranh trên tiền tuyến và quân Ukraine ngăn chặn được 22 cuộc tấn công của Nga ở thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Ukinform. Tình hình vẫn nóng nhất ở thành phố Kurakhov, tỉnh Donetsk và Pokrov. Hôm nay, đối phương mở một cuộc tấn công bằng tên lửa và 58 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine bằng một tên lửa, 68 quả bom dẫn đường và 663 máy bay không người lái UAV. Quân Nga cũng tiến hành hơn 3.800 cuộc pháo kích vào các vị trí của quân ta và các khu vực có người ở, thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay. Trong diễn biến liên quan, Thống đốc thành phố Kharkiv, ông Oleh Sinihubov cho biết Nga tấn công một khu dân cư ở thành phố này vào đêm 30 tháng 10, khiến một trẻ em thiệt mạng và ít nhất 29 người bị thương. Theo dữ liệu sơ bộ, cuộc tấn công này gây ra bằng bom FAB-500 có sức nổ mạnh nhắm vào tòa nhà 9 tầng, phá hủy lối vào từ tầng 1 đến tầng 5. Cũng trong tối 30 tháng 10, lực lượng Nga phóng khoảng 10 loại tên lửa khác nhau vào tỉnh Odessa và hiện thương vong, thiệt hại đang được làm rõ. Nga tuyên bố sẽ giành thêm đất ở Donetsk. Ngày 30 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này ngăn chặn 8 cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kursk, Nga, cũng như tấn công vào 10 lữ đoàn Ukraine ở khu vực này. Hậu quả là 350 lính Ukraine thương vong, 25 xe bọc thép, 25 xe cơ giới, 2 súng cối cùng một số trang thiết bị khác của đối phương bị phá hủy. Tại chiến trường Ukraine, bộ này cho biết quân Nga giành được 2 khu định cư là Selidovo ở tỉnh Donetsk và Krupliakovka ở tỉnh Kharkov, đồng thời tiến sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine
theo hãng thông tấn TASS. Bộ Quốc phòng Nga cũng cập nhật tình hình hoạt động của các nhóm tác chiến, trong đó nhóm tác chiến phía Tây và nhóm tác chiến phía Nam gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine nhất. Nhóm tác chiến phía Nam tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine gần các khu định cư Aleksandro-Sutino, Zalitnianskoye, Sukhye-Ali, Chasovya, Makovo, Daneye, Romanovka, Kurakhovo, Nikiforovka, Rednikovka, Sevot và Slavyansk, tỉnh Donetsk. Hậu quả, 520 lính Ukraine thương vong, một xe bọc thép chở quân M113, một lựu pháo M777, một xe chiến đấu bọc thép Cossack, 7 xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Sesa cùng một số trang thiết bị quân sự bị phá hủy. Nhóm tác chiến phía Tây ngăn chặn các cuộc phản công và tấn công, gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Petropavlovka và Berestovoye ở tỉnh Kharkiv, Nadia ở tỉnh Luhansk và trong khu vực rừng Serebrianka. Hậu quả là 410 lính Ukraine thương vong, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe chiến đấu bọc thép Cossack, 6 xe bán tải, 5 kho đạn dã chiến của Ukraine bị phá hủy. Trước tình hình chiến sự Nga-Ukraine giao tranh khốc liệt, Mỹ đã ra lệnh trừng phạt 400 thực thể giúp Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngày 30 tháng 10, Mỹ đưa thêm 400 cá nhân, tổ chức vào danh sách trừng phạt vì đã hỗ trợ tạo điều kiện cho Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc đưa các thực thể này vào danh sách đen nhằm mục đích ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt và nhắm mục tiêu vào các thực thể ở một số quốc gia thứ ba cung cấp cho Nga một số mặt hàng, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 50 công ty Trung Quốc đã bị đưa vào danh sách đen này, chủ yếu là các công ty liên quan công nghệ, chế tạo máy và hậu cần, trong đó có Beijing Dynamic Power, Chipgo Electronics, Shanghai Zhanjia Triệt Đinh, Shenzhen Onewon International Logistics và Zhejiang Hitman Machinery. Cạnh đó, Mỹ cũng đã đưa vào danh sách trừng phạt một số quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga được bổ nhiệm vào đầu năm nay. Cạnh đó, một số cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga, bao gồm các cơ sở sửa chữa quân sự, nhà sản xuất công nghệ tiên tiến và các thực thể hỗ trợ mối quan hệ quốc phòng Belarus-Nga, cũng bị đưa vào danh sách. Ngày 30 tháng 10, bình luận về thông tin Nga và Ukraine đang bí mật đàm phán về việc ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định đó là thông tin sai lệch, theo đài RT. Ông Peskov đưa ra bình luận trên sau một bài viết của tờ Financial Times, trong đó dẫn lời các nguồn tin rằng Moscow và Kiev đang thảo luận sơ bộ về vấn đề này. Trong bài báo, Financial Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine rằng hai bên đã giảm tần suất các cuộc tấn công như một phần của thỏa thuận đạt được giữa các cơ quan tình báo hai nước. Bình luận về thông tin này, ông Peskov nói rằng hiện nay có rất nhiều câu chuyện bịa đặt không liên quan gì thực tế, và ngay cả những ấn phẩm đáng tin cậy nhất cũng không ngại đưa ra những thông tin sai lệch. Ông Peskov nhắc lại rằng xung đột chỉ có thể kết thúc sau khi Ukraine rút quân khỏi các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập, bao gồm các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Nóng gian khắp mặt trận quân sự Nga-Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có hơn 100 cuộc giao tranh trong ngày. Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Selidov, quan trọng của Ukraine. Ngày 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lực lượng Moscow đã chiếm được thành phố Selidov ở tỉnh Donetsk, nằm gần thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine tại khu vực. Theo hãng thông tấn TASS, Ukraine chưa bình luận về tuyên bố này. Các nhà quan sát và quân đội Ukraine đã cảnh báo về nguy cơ tình hình ở Selidov sẽ trở nên ngày càng khó khăn khi lực lượng Nga liên tục tiến quân trong vài tuần qua. Theo tờ The Kiev Independent, ông Emil Kateshemil, chuyên gia quân sự và nhà phân tích tình báo nguồn mở Osin tại Blackbird Group, Phần Lan nói rằng, trên thực tế, Ukraine đã mất thành phố Selidov. Có thể có một số người Ukraine hiện ở phía tây của thành phố, nhưng Selidov về cơ bản đã vào tay Nga, đó là thành phố lớn nhất bị thất thủ trong mùa đông, sau thành phố Avdiivka, ông Kastehelmi nói. Ngày 29 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng các lực lượng Ukraine trong ngày đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Nga vào các khu định cư ở thành phố Pokrovsk, gồm khu vực gần thành phố Selidov. Theo giới quan sát, việc Ukraine để thành phố Selidov rơi vào tay Nga sẽ là lời báo tử đối với Pokrovsk, nơi chỉ cách khoảng 18 km về phía Tây Bắc. Các lực lượng Nga đã tiến dần về Pokrovsk trong vài tháng qua và gần đây đã đạt được tốc độ như vũ bão. Ngày 28 tháng 10, Nga bắn phá nhiều khu vực của Ukraine, trong đó có tỉnh Kharkiv. Tỉnh trưởng Kharkiv,
ông Oleg Siniahubov cho biết lực lượng Nga tấn công trung tâm thành phố Kharkiv bằng bom FAB-500. Ông Siniahubov nói rằng ít nhất 6 người bị thương vào khoảng 9 rưỡi tối giờ địa phương. Vụ tấn công này đã phá hủy một cơ sở y tế cũng như các tòa nhà hành chính. Ngày 28 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này ngăn chặn nhiều cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kursk, Nga, cũng như tấn công vào 13 lữ đoàn Ukraine ở khu vực này. Hậu quả là 350 lính Ukraine thương vong, 7 xe bọc thép, 17 xe cơ giới, 3 súng cối cùng một số trang thiết bị khác. Cạnh đó, Bộ này cũng cho biết quân Nga đã giành được khu định cư Tysukurino ở tỉnh Donetsk, đồng thời tiến sâu vào hệ thống phòng thủ Ukraine, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Quốc phòng Nga cũng cập nhật tình hình hoạt động của các nhóm tác chiến, trong đó nhóm tác chiến phía Tây và nhóm tác chiến phía Nam gây ra nhiều thương vong, thiệt hại cho Ukraine nhất. Cụ thể, nhóm tác chiến phía Tây giành được những vị trí thuận lợi và gây thiệt hại cho quân Nga gần các khu định cư Stelmakhovka và Novozegorovka ở tỉnh Luhansk và Berestovoye ở tỉnh Kharkiv. Hậu quả, 570 lính Ukraine thương vong, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân cùng một số trang thiết bị khác và hệ thống pháo bị phá hủy. Nhóm tác chiến phía Nam tấn công gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu định cư Daneye, Semyonovka, Ilinka, Servus, Chasivya và Kurakhov tại tỉnh Donetsk. Hậu quả là 665 lính Ukraine thương vong, 14 xe cơ giới cùng nhiều hệ thống pháo bị phá hủy. Ác liệt Donetsk, hai bên hơn 150 lần giao tranh. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 29 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục kìm hãm sự tấn công dữ dội của lực lượng Nga, theo trang Facebook của bộ này. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày 29 tháng 10, có tổng cộng 158 cuộc đụng độ giữa hai bên lực lượng Nga và Ukraine. Quân Nga thực hiện 57 đòn không kích, trong đó sử dụng 101 quả bom lượn, triển khai hơn 539 máy bay không người lái UAV và nã hơn 3.000 viên đạn pháo vào các vị trí tập kết quân và khu định cư ở Ukraine. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga tấn công mạnh vào các thành phố Liman, Torez, Kramatorsk, Siversky, Pokrovsk, Kurakhiv. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, những nỗ lực chính của Nga tiếp tục nhắm vào Pokrovsk và Kurakhiv. Cụ thể, tại Pokrovsk, quân Nga trong ngày qua 20 lần tung đòn tấn công nhắm vào các khu định cư Mirolubivka, Promin, Lysivka, Novogrodivka, Krutiv, Ya, Selidov và Vishnevi. Lực lượng tự vệ Ukraine đẩy lùi 15 đợt tiến quân của Moscow, 5 cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Ukraine loại khỏi vòng chiến tới 220 binh sĩ Nga trên tuyến giao tranh này. Tại Kurakhiv, quân Nga trong ngày qua 42 lần tung đòn tấn công nhắm vào các khu định cư Novosedidivka, Novomichivka, Maximilianivka, Danie, Antonivka, Katernivka, Beresky, Ilinka và Chudov. Lực lượng tự vệ Ukraine đẩy lùi 32 đợt tiến quân của Moscow. 10 cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn, tổn thất của Nga lên tới khoảng 100 binh sĩ thương vong, 4 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép. Hai bên lực lượng Nga và Ukraine cũng giao tranh liên tục ở các tỉnh Kharkiv, Mykolaiv, Dnipropetrovsk. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục chiến đấu ở tỉnh Kursk của Nga. Hàn Quốc có động thái mới phản ứng thông tin Triều Tiên gửi quân sang Nga. Thông tin Triều Tiên gửi quân sang Nga đang là động thái được quan tâm trong suốt nhiều ngày qua. Nhiều diễn biến xoay quanh thông tin Triều Tiên gửi quân sang Nga. Trong bối cảnh này, một quan chức Hàn Quốc thông báo rằng Seoul đang cân nhắc cử một nhóm giám sát viên quân sự tới Ukraine. Mục tiêu của nhóm này là theo dõi và phân tích những diễn biến liên quan đến sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Nga. Thông tin này không chỉ thu hút sự quan tâm từ các bên liên quan mà còn mở ra nhiều khả năng mới trong tình hình an ninh khu vực. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Hàn Quốc ngày 30 tháng 4 rằng Seoul đang cân nhắc cử một nhóm giám sát viên quân sự tới Ukraine để quan sát và phân tích thông tin Nga dự kiến triển khai quân Triều Tiên ra tiền tuyến. Một quan chức giấu tên nói với các phóng viên rằng khoảng 11.000 binh sĩ Triều Tiên đã được gửi đến Nga và hơn 3.000 người trong số đó đã được điều động đến gần tiền tuyến. Theo vị quan chức, Triều Tiên sẽ học được những bài học quý giá khi quân nước này tham gia chiến đấu và chứng kiến chiến tranh hiện đại tại chiến trường Ukraine. Điều đó tạo nên mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Hàn Quốc. Vì vậy, chúng tôi có trách nhiệm phân tích và giám sát các hoạt động của Triều Tiên chống lại đồng minh của chúng tôi là Ukraine, vị quan chức nói thêm. Cùng ngày, trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng tốc độ triển khai quân Triều Tiên tới Nga nhanh hơn dự kiến, tạo ra tình hình nguy hiểm.
Mỹ cảnh báo việc Triều Tiên gửi quân sang Nga có thể kéo dài cuộc chiến. Ngày 30 tháng 10, tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng việc Triều Tiên gửi quân sang Nga để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài cuộc xung đột và lôi kéo thêm nhiều nước khác vào cuộc. Ông Austin cho rằng có khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai tới miền đông nước Nga, mặc quân phục Nga và mang theo thiết bị của Nga. Vị Bộ trưởng lưu ý rằng, động thái này ngày càng giống một đợt triển khai nhằm hỗ trợ các hoạt động tác chiến của Nga tại tỉnh Kursk, gần biên giới với Ukraine. Ông Austin gọi hành động triển khai này là sự leo thang nguy hiểm và gây bất ổn. Động thái này có khả năng kéo dài hoặc mở rộng xung đột, ông Austin nói thêm. Với câu hỏi về nguy cơ các quốc gia khác tham gia vào xung đột, ông Austin nói, điều đó có thể khuyến khích những nước khác hành động bằng nhiều hình thức khác nhau. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng nếu Triều Tiên hỗ trợ cuộc chiến của Nga, quân Triều Tiên có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Ukraine bằng vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp. Nếu họ tức binh sĩ Triều Tiên chiến đấu cùng với binh sĩ Nga, họ là bên tham chiến và chúng tôi có mọi lý do để tin rằng họ sẽ thương vong vì điều đó, theo ông Austin. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Austin, ông Kim Jong-un cho rằng Moscow có thể đền bù cho Bình Nhưỡng bằng công nghệ quân sự và dân sự trong bối cảnh Triều Tiên chạy đua phóng vệ tinh do thám và nâng cấp năng lực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tôi tin rằng điều này có thể dẫn đến việc leo thang các mối đe dọa an ninh trên bán đảo. Theo ông Kim, Moscow và Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ thông tin Triều Tiên đưa quân đến Nga. Trong khi đó, theo thông tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine, lính Triều Tiên hiện đã có mặt tại vùng Kursk của Nga và bắt đầu tiến hành huấn luyện tại một số địa điểm. Các hoạt động này chủ yếu diễn ra vào ban đêm, cho thấy sự bí mật trong việc triển khai lực lượng. Việc lính Triều Tiên tham gia huấn luyện ở khu vực này có thể gây lo ngại về sự gia tăng căng thẳng trong khu vực và mối liên hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia. Sáng 29 tháng 10, hãng Yonhap Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia thuộc quân đội Ukraine cho biết hơn 30.000 lính Triều Tiên đã bắt đầu huấn luyện trên mặt đất tại khu vực tiền tuyến trong xung đột giữa Nga và Ukraine. Sự hiện diện của lực lượng này tại khu vực nhạy cảm có thể làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, đồng thời cho thấy sự hợp tác giữa Triều Tiên và Nga trong bối cảnh hiện tại. Hãng tin RBC Ukraine dẫn thông tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia thuộc quân đội Ukraine cho biết, theo thông tin từ những người dân có liên quan ở Kursk, hơn 3.000 lính Triều Tiên đã bắt đầu huấn luyện tại vùng này. Theo trang web này, các lính Triều Tiên đang tiến hành huấn luyện tại một số bãi tập và chủ yếu được đưa đến vào ban đêm. Đặc biệt, nhân viên từ Đại sứ quán Triều Tiên cũng đã có mặt tại các địa điểm huấn luyện để hỗ trợ phiên dịch và quan sát các quân nhân, cho thấy sự quan tâm chặt chẽ từ phía Triều Tiên đối với hoạt động này. Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết họ vẫn chưa rõ thời điểm lính Triều Tiên có thể được triển khai trực tiếp đến các địa điểm chiến đấu, cũng như thời gian huấn luyện của họ sẽ kéo dài bao lâu. Trước đó, vào ngày 27 tháng 10, Tổng cục Tình báo Ukraine HUR đã thông báo rằng Nga đang vận chuyển lính Triều Tiên đến tiền tuyến bằng các xe tải mang biển số dân sự. HUR cũng tiết lộ rằng cảnh sát Nga đã chặn một chiếc xe tải như vậy trên đường cao tốc Kursk-Voronezh, cho thấy sự gia tăng hoạt động quân sự liên quan đến lính Triều Tiên trong khu vực. Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng lính Triều Tiên có thể sẽ tham gia vào chiến trường chống lại Ukraine chỉ trong vài ngày. Trong khi đó, vào ngày 28 tháng 10, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Sin thông báo Triều Tiên đã gửi khoảng 10.000 quân tới huấn luyện tại Nga, gấp 3 lần con số ước tính trước đó. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã bày tỏ lo ngại với Trung Quốc về sự triển khai này, nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc nên quan ngại về những hành động gây bất ổn của Nga và Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin không phủ nhận về sự hiện diện của lính Triều Tiên tại Nga, khẳng định rằng việc thực hiện hiệp ước đối với chiến lược toàn diện với Triều Tiên, bao gồm các điều khoản về phòng thủ chung là công việc của Moscow. Trong phát ngôn vào ngày 25 tháng 10, Triều Tiên khẳng định rằng bất kỳ động thái nào của Bình Nhưỡng đều sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế. Theo hãng thông tấn KCNA, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm mục đích chống lại các quốc gia khác, do đó các bên không nên lo ngại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!